Hello, xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 11, Traveling in the Future, đi lại trong tương lai. Trong khuôn khổ bài học hôm nay, chúng ta sẽ đến với A Closer Look 1, ở phần số 1. Chúng ta sẽ bổ sung kiến thức về từ vựng và ngữ âm các em nhé. Trước khi đến với nội dung của bài học, xin mời các em cùng đến với phần từ vựng sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài. Trong bài này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều từ mới và khó liên quan đến các phương tiện giao thông. Các em cùng đọc và ghi chép. Appeared, động từ, xuất hiện. Autopilot, tính từ, danh từ, lái tự động. Bamboo cutter, danh từ, trong chòng tre. Comfortable, tính từ, thoải mái, đủ tiện nghi. Convenient, tính từ, thuận tiện, thuận lợi. Disappear, động từ, biến mất. Driverless, tính từ, không người lái. Eco-friendly, tính từ, thân thiện. Economical, tính từ, tiết kiệm nhiên liệu. Fume, danh từ, khói. Function, danh từ, chức năng. Hyperloop, danh từ, hệ thống các giao thông tốc độ cao. Mode of travel, phương thức đi lại. Pedal, động từ, đạp xe đạp. Run on, chạy bằng nhiên liệu nào. Sail, động từ, lướt buồm. Skytrain ở đây là danh từ, hệ thống tàu điện trên không. Solar powered là chạy bằng năng lượng mặt trời. Solar powered ship là tàu thủy chạy bằng năng lượng mặt trời. Solar wheel, danh từ, phương tiện tự hành cá nhân. Một bánh và walk car, danh từ, ô tô tự hành dùng chân. Tiếp theo là teleporter, danh từ, phương tiện di chuyển tức thời. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính, vocabulary. 1. Write the words and phrases under the correct pictures, then listen. Check and repeat. Ở phần 1 thì em hãy viết các cái từ và cụm từ dưới những cái bức tranh đúng. Sau đó em nghe, kiểm tra và nhắc lại. Ở đây chúng ta có các từ chỉ các phương tiện giao thông. Chúng ta đã vừa được ôn tập rồi. Đây chúng ta thấy là ở bức tranh đầu tiên thì chúng ta thấy đây là một chiếc tàu đúng nào? Và đây là một chiếc tàu. Vậy thì ở đây chúng ta có thể tìm thông tin đến liên quan đến tàu chẳng hạn. Thì đó là Solar Powered Ship. Solar power ship tức là những cái tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Tiếp theo ở đây chúng ta thấy là một cái xe bay, một cái thiết bị bay. Ở đây chúng ta sẽ chọn là flying car, xe bay. Number 3 ở đây là trong chòng tre, đó chính là bamboo cutter. Number 4, đây là cái hệ thống giao thông tốc độ cao hay là gọi là tàu trên không cũng được. Đúng nè. Hệ thống giao thông tốc độ cao, ở đây chúng ta sẽ chọn là Hyperloop. Và number 5, Skytrain là cái việc đi lại ở trên không. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn phương tiện đi lại trên không là number 5. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại. Track 76. Unit 11. Traveling in the Future. Page 116. A Closer Look 1. Vocabulary. Activity 1. Write the words and phrases under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. 1. Solar-powered ship. 2. Flying car. 3. Bamboo copter. 4. Hyperloop. 5. Skytrain. Các em nhận đã nghe xong. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần thư. Two. Write words and phrases from one in the correct columns. Ở phần 2 thì em sẽ viết các từ và các cụm từ từ bài số 1 và đúng cột của nó. Thì đây chúng ta sẽ có các cái động từ, ví dụ như write ở đây là cưỡi này, fly là bay này, và sail là gọi là đi thuyền đấy, các cái phương tiện liên quan đến đường biển. Đây chúng ta có từ write thì sẽ dùng từ nào đây? Write
Rồi, đây chúng ta có từ nào dễ trước thì chúng ta sẽ làm trước em nhé. Ví dụ ở đây là chúng ta có cái từ flying car liên quan đến từ fly là bay rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn là flying car đi với cột fly. Tiếp theo là bamboo copter là trong chóng tre thì cũng sẽ đi với cột fly. Fly a bamboo copter là bay trong chóng tre. Hyperloop là cái đoàn tàu hay là gọi là cái phương tiện giao thông tốc độ cao. Chúng ta có thể đi với từ ride. Và Skytrain thì cũng tương tự như vậy nhé. Ride Skytrain. Và cuối cùng là liên quan đến tàu thì chúng ta sẽ có là sail solar powered ship. Ok. Rồi bây giờ xin mời các em chuyển đến phần 3. 3. Complete the sentences using the words from the box. Ở đây em hãy hoàn thành các cái câu sử dụng các từ trong khung. Ở đây trong khung chúng ta có một số từ, nó có thể là danh từ, động từ, tính từ, những cái từ chỉ các cái phương tiện giao thông trong tương lai mà chúng ta đã học. Bây giờ các em sẽ điền vào đây. Để làm được dạng bài này thì chúng ta cần phải phân tích là tại các cái chỗ trống thì chúng ta sẽ điền loại từ gì. Câu số 1, traveling by is simple. You just put it on and fly away. Việc đi lại bằng cái gì thì đơn giản. Bạn chỉ việc gọi là đội nó vào, đeo nó vào, đúng không? Gắn nó vào và bay đi thôi. Vậy đây chúng ta sẽ có number one của chúng ta là bamboo cotton, cái trong chóng tre. Trong chóng tre là cái trong chóng mà xuất hiện trong Doraemon đấy các em. Number two, people will soon in flying cars instead of driving normal cars. Mọi người sẽ sớm trong những cái chiếc xe bay. Instead of là thay vì lái những chiếc xe ô tô thường. Vậy đây chúng ta sẽ chọn là ở đây là will soon fly, ok? Fly là bay đấy. Lái. Number three, it will be fun to a Skytrain to work. Thật là vui để làm gì một cái đường phương tiện trên không tới nơi làm việc. Vậy thì chúng ta đây là chúng ta sẽ có từ ride thiếu một động từ. Number four, traveling by will be faster than by airplane. Việc đi lại bằng cái gì đó thì sẽ nhanh hơn là bằng máy bay, đúng không? Vậy đây chúng ta sẽ có cái phương tiện ở đây là Hyperloop, là phương tiện giao thông tốc độ cao. Number five, solar powered ships are, they will not cause pollution. Những cái tàu mà chạy bằng năng lượng mặt trời thì như thế nào đó, chúng sẽ không gây ra ô nhiễm. Pollution là gây ra ô nhiễm. Vậy đây chúng ta cần một tính từ eco-friendly. Eco-friendly là thân thiện với môi trường. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần 4. Number 4, pronunciation sentence stress. Pronunciation sentence stress. Ở đây chúng ta sẽ đến với phần ngữ âm, trọng âm của câu. 4. Listen to the sentences and repeat. Pay attention to the bold syllables. Ở bài này thì em hãy nghe các câu và nhắc lại, lưu ý đến những từ được in đậm. Những từ được in đậm là những từ hoặc là âm mang trọng âm của từ và câu. Đây các em lưu ý những cái từ mang trọng âm thì thường nó là những cái từ mang nội dung, nó những mà khi chỉ cần nghe những cái từ đó là chúng ta đã nắm bắt được nội dung của cả câu. Và những cái từ đó thì thường là những loại từ nào người ta gọi là keywords, thì gồm thứ nhất là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đúng nào, và có thể là có các cái trợ động từ phủ định nữa, từ để hỏi nữa. Bây giờ chúng ta nghe sau đó nhắc lại nhé. Track 77, Unit 11, Traveling in the Future, Page 116, A Closer Look 1, Pronunciation, Sentence Stress, Activity 4, Listen to the sentences and repeat. Pay attention to the bold syllables. 1. We'll have driverless cars. Number 1. We'll have driverless cars. Chúng ta sẽ có những chiếc ô tô không người lái. Have driverless cars là những cái chiếc ô tô không người lái. 2. We'll have driverless cars in the future. We'll have driverless cars in the future. 3. We'll have driverless cars in the future.
Chúng ta sẽ có những chiếc ô tô không người lái ở trong tương lai. Vậy đây người ta sẽ nhấn vào have, drive cars and future fuel. Okay. Number three. Driverless cars will run faster. I think driverless cars will run faster. Tôi nghĩ là những chiếc xe ô tô không người lái thì sẽ chạy nhanh hơn. Ở đây người ta nhấn vào âm think, drive cars run fast. 4. I don't think we'll have driverless cars. I don't think, tức là tôi không nghĩ. I don't think we'll have driverless cars. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có, đúng không? Những chiếc xe ô tô không người lái. 5. I think driverless cars will be safer and greener. I think driverless cars will be safer and greener. Tôi nghĩ là những chiếc xe ô tô không người lái thì sẽ an toàn hơn và xanh hơn. Vậy chúng ta lưu ý là những cái từ in đậm là những từ mang trọng âm của câu các bạn nhé. Rồi bây giờ xin mời các em chuyển đến phần tiếp theo. 5. Listen to the sentences and repeat how many stresses are there in each sentence. Ở bài 5 thì em hãy nghe các cái câu và nhắc lại. Vậy thì có bao nhiêu âm được nhấn trọng âm trong mỗi câu? Bao nhiêu trọng âm trong mỗi câu? Bao nhiêu cái trọng âm được nhấn đấy? Vậy đây chúng ta lưu ý nhé, là những từ được nhấn trọng âm thường là những từ mang nội dung chính của câu. Đó được gọi là các keywords. Các keywords có thể là các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, từ để hỏi hoặc các trợ động từ phủ định. Bây giờ chúng ta hãy nghe sau đó đánh trọng âm nhé. Track 78, Unit 11, Traveling in the Future. Page 117, A Closer Look, 1. Pronunciation. Sentence stress. Activity 5. Listen to the sentences and repeat. How many stresses are there in each sentence? 1. That is a solar-powered ship. 2. They will travel by flying car. 3. They introduced a new autopilot model. 4. Will bullet trains pollute the environment? 5. I don't think those trains will be popular here. Khi mình đã nghe xong, vậy thì ở câu đầu tiên chúng ta sẽ có trọng âm ở những cái âm đó là từ show, to power và to ship, okay? Vậy chúng ta sẽ nghe lại nhé. That is a solar powered ship. Đó là một cái con tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Number two thì chúng ta sẽ có trọng âm ở drive, a fly in car. Yes. Vậy trọng âm của chúng ta như sau. They will travel by flying car. Họ sẽ đi lại bằng ô tô bay. Number three chúng ta có in, new, out, and more. Okay. Vậy chúng ta sẽ nhấn trọng âm. They introduced a new autopilot model. They introduced a new autopilot model. Họ giới thiệu, họ đã giới thiệu một cái mô hình bay tự động đấy, mô hình máy bay tự động mới. Number 4 thì chúng ta sẽ có cái trọng âm đó là từ trains, loops and vite. Chúng ta sẽ đọc trọng âm như sau. Will bullet trains pollute the environment? Cái những cái tàu tốc độ cao đấy thì có gây hại cho môi trường không, gây ô nhiễm cho môi trường không? Bây giờ chúng ta cùng chuyển number 5. Chúng ta sẽ có là don't think, yes, trends be popular. Okay. Vậy chúng ta nhấn trọng âm. I don't think those trends will be popular here. I don't think those trends will be popular here. Tôi không nghĩ là những cái tàu này sẽ được ưa thích ở đây.
Rồi, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những lesson tiếp theo. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều clip thông báo mới trong tương lai nhé.